Thành phố Hồ Chí Minh không bán pháo hoa vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức bán pháo hoa dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, nhưng vẫn duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật phục vụ cho người dân. Chiều 25 tháng 8, thông tin tại họp báo tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, ông Võ Trọng Nam, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, năm nay thành phố không tổ chức bắn pháo hoa mừng lễ Quốc khánh 2 tháng 9, việc bắn pháo hoa sẽ được dành cho những dịp lễ khác. Năm nay Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu tập trung vào một số hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022, Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2022 và 77 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền 25 tháng 8 năm 1945, 25 tháng 8 năm 2022. Một số hoạt động được tổ chức như thả khinh khí cầu kéo đại kỳ diễn ra lúc 8 giờ ngày 2 tháng 9 tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. Các hoạt động thể thao dưới nước và dù lượn diễn ra vào lúc 8 giờ 30 ngày 2 tháng 9 tại khu vực sông Sài Gòn, đoạn hai bên bờ đầu hầm vượt sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và bến Bạch Đằng, quận 1. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao diễn ra từ 7 giờ đến 9 giờ sáng ngày 2 tháng 9. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt diễn ra vào lúc 20 giờ đến 22 giờ 30 tối ngày 2 tháng 9. Cũng nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Sài Gòn, số 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7. Sở Văn hóa Thể thao tổ chức triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội đoàn, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện, các đơn vị trực thuộc dựa trên chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm từng đơn vị chủ động có kế hoạch tổ chức các hoạt động như tăng cường quảng bá giới thiệu, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, giao lưu nhân vật sự kiện, gặp gỡ giao lưu các bậc lão thành cách mạng với thế hệ trẻ, tham quan di tích lịch sử về nguồn, tổ chức các hoạt động triển lãm ảnh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.